nước mỹ và một mùa hè đỏ lửa bài viết do lê tây sơn biên soạn mùa hè ở mỹ ngày càng trở nên nóng hơn kéo dài hơn và nguy hiểm hơn những con số đáng sợ cháy rừng kéo dài nhiều tuần bao trùm thành phố đang phát triển reno của tiểu bang nevada đi qua làn khói vàng độc hại, Jeline Abney lái xe đưa cô con gái 8 tuổi IZI đến Sirius để tìm kiếm không khí trong sạch hơn. Nhưng màn sương mù màu vàng kỳ lạ bao phủ bầu trời đã khiến cho mùa hè tươi đẹp trong ký ức đột ngột dừng lại. Abney lái xe đến hồ Donner, hy vọng sẽ thoát khỏi đám khói nhưng thay vì được nhìn bầu trời xanh chào đón như những vô số chuyến đi mùa hè trong suốt cuộc đời, thì Apni chỉ nhìn thấy khói lơ lửng trên cao và len lỏi qua các thung lũng bên dưới. Nó có mùi giống như mùi lửa trại, dù lửa trại đã bị cấm ở đây. Theo phân tích của nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận Climate Central, nhiệt độ mùa hè ở Reno đã tăng trung bình 10.9 độ F kể từ năm 1970, khiến cho Reno trở thành thành phố nóng lên nhanh nhất trong những tháng nóng nhất. Trong hai mùa hè liên tiếp, khói cháy rừng từ California bay đến đã làm nghẹt thở cả khu vực, khiến nhiều người già phải nhập viện cấp cứu, trường học đóng cửa và kỹ nghệ du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là một trong những ví dụ rõ nét nhất về việc biến đổi khí hậu tác động xấu đến mùa hè như thế nào. Khi nó lấy mất của nhiều người Mỹ những kế hoạch truyền thống mùa hè và buộc họ phải chịu đựng cái nóng khắc nghiệt, không khí ô nhiễm. Dù mùa hè năm 2022 chưa hết, nhưng nhiều vùng của nước Mỹ đã chứng kiến nhiệt độ cao khủng khiếp, hạn hán gay gắt, cháy rừng, bão tớ hoành hành, lũ lụt. Dự đoán từ các cơ quan thời tiết liên bang cho thấy, trong những tháng tới thời tiết sẽ còn nóng bất thường hơn, hạn hán kéo dài lan rộng, cháy rừng và bão ở trên mức trung bình. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, tức là National Weather Service, năm mùa hè vừa qua, ở khu vực phía tây có nhiệt độ trung bình nóng hơn 2.7 độ F so với năm 1971 tới năm 2000, tăng hơn bất kỳ khu vực nào khác ở Hoa Kỳ. Đây là sự thay đổi rõ ràng so với những năm trước. Theo phân tích của tờ Washington Post, từ dữ liệu của cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia, nhiệt độ mùa hè trung bình trong 5 năm qua nóng hơn 1.7 độ so với năm 1971 tới năm 2000. Một số vùng bị ảnh hưởng nặng hơn, ví dụ miền Tây tăng 2.7 độ F. Mùa hè không còn như xưa. Mùa hè luôn là thời điểm của nhiều kế hoạch để thực hiện. Mùa hè cũng là dịp tốt quan sát bầu trời trong xanh vì vậy bất chấp những thay đổi mang tính cách cảnh cáo nhiều người vẫn thích thú với mùa hè những người đi nghỉ vẫn đổ về những nơi có nguy hiểm cao cháy rừng hoặc lũ lụt nhưng biến đổi khí hậu ngày càng đẩy mùa hè đến mức dữ dội tạo ra những tình huống nguy hiểm cho cả con người lẫn động vật và cây cối trong khi những thay đổi khí hậu diễn ra quanh năm trên toàn quốc trên thực tế có nhiều khu vực mùa hè của những năm gần đây nóng hơn những nơi khác bất kỳ sự gia tăng nhiệt độ nào quá mức cho phép cũng có thể gây tác động xấu cho sức khỏe nhất là những người già và người có bệnh mãn tính ở ngoài trời càng lâu nguy cơ càng cao trên khắp nước mỹ các đợt nắng nóng đến thường xuyên hơn khốc liệt hơn và sớm hơn trong vài năm trở lại đây theo đánh giá khí hậu quốc gia gần nhất Ban đêm đang nóng lên tới tốc độ cao hơn một chút so với ban ngày ở hầu hết nước Mỹ, làm cơ thể không thể hạ nhiệt được nhiều sau ban ngày nắng nóng. Một nghiên cứu của Climate Central cho thấy, tính bình quân hơn một nửa số thành phố được phân tích. Những ngày nắng nóng cao đến sớm hơn ít nhất một tuần so với 50 năm trước. 3 phần tư thành phố ở Hoa Kỳ có nhiều ngày cực kỳ nóng so với 50 năm trước ở phía tây và phía tây nam mùa cháy rừng cũng kéo dài và đợt hạn hán lịch sử đang làm cạn kiệt các hồ chứa ở bờ đông nhiệt độ nóng hơn bình thường làm cho lũ lụt nghiêm trọng hơn với những trận mưa như trúc khi thời tiết nóng bức điện dùng nhiều khiến đặt áp lực lên lưới điện quốc gia các cơ quan kiểm soát điện từ Trung Tây đến Tây Nam cảnh cáo sẽ tái diễn cảnh mất điện trong mùa hè này. Năm nay, dự đoán của Trung tâm Dự đoán Khí hậu thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho thấy trong 3 tháng đến hết tháng 9, nhiệt độ sẽ nóng hơn bình thường trên khắp nước Mỹ tới đỉnh nhiệt độ cao nhất ở miền Tây và miền Trung. Khi nắng nóng hoành hành cả nước, hạn hán sẽ bao phủ trên vành đai ngô, tức là Corn Belt của quốc gia và thung lũng giữa Mississippi. Hoa Kỳ cũng đang đối mặt với một mùa cháy rừng khác và mùa bão Đại Tây Dương thứ Bảy liên tiếp mạnh hơn trên mức trung bình. Nguyên nhân Các chuyên gia tin rằng hiện tượng nóng trên toàn cầu là nguyên nhân làm cho mùa hè nóng hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng đô thị cũng phải tính đến. Ba thành phố nóng lên nhanh nhất, Reno, Las Vegas và Boise đều đang mở rộng ra bên ngoài. Theo Stephanie McAfee, nhà khí hậu học tiểu bang Nevada, khi những ngôi nhà mới được xây cất và nhiều nhựa đường được đổ hơn, ba thành phố này đang hấp thụ và giữ nhiệt nhiều hơn những vùng đất chưa phát triển chung quanh. Các nhà khoa học gọi đây là hiệu ứng hoàng đảo nhiệt đô thị. McAfee nói, Las Vegas ngày càng chứng kiến những đêm oi bức và người dân miền Nam Nevada thà mở thường xuyên máy điều hòa nhiệt độ còn hơn tiết kiệm trong thời đại khó khăn. Thủ phủ Portland của tiểu bang Oregon đã phá kỷ lục nóng trong 3 ngày liên tiếp, đạt tới đỉnh 116 độ F. Theo ước tính chính thức, đợt nắng nóng này gây thiệt mạng gần 200 người ở Oregon và Washington. Ở những nơi khác của vùng Tây Nam, nhiều cộng đồng đang phải chống chọi với những nguy cơ lũ quét. Ở Flagstaff, Arizona, một cửa ngõ vào Grand Canyon và các địa điểm thăm viếng tại địa phương khác, mùa hè cũng là mùa gió, mùa lạnh và mùa lũ quét. Những cơn mưa thường được chào đón ở những nơi bị hạn hán, lại gây ra sự lo lắng và sợ hãi trong vài năm gần đây. Năm 2021, lượng mưa lớn không gặp lực cản do rừng đã bị cháy rút xuống hạ lưu, đã tàn phá nhà cửa và buộc người dân Flagstaff phải đi tránh nạn. Năm nay, 2022, đám cháy rừng Tonofire càng quét nhanh qua rừng quốc gia Coconino vào tháng 4 đã khiến cho 700 ngôi nhà phải tạm di chuyển. Một trận cháy rừng khác đã thiêu hủy khoảng 26.500 mẫu anh cách thành phố Sáu Dặm về phía Bắc vào tháng 6. Lo sợ hỏa hoạn đã khiến cho một số thành phố phía Tây nước Mỹ phải thay thế bắn pháo bông vào ngày 4 tháng 7 bằng các màn trình diễn máy bay không người lái và trình diễn ánh sáng laser đổi màu. Các tác động của biến đổi khí hậu bắt đầu để lại những dấu ấn trong sinh hoạt trại hè vốn được hàng triệu người ưa thích. Những hạn chế về nấu nướng ngoài trời được áp dụng cùng lệnh cấm đốt lửa trại trong các khu vực quốc gia khi trời hanh khô, gió mạnh. Trên bờ hồ Tahoe, Đại học Nevada ở Reno, tổ chức trại hè 4-H được thận trọng đặt lên hàng đầu. Năm ngoái 2021, đám cháy Caldor đã trở thành vụ cháy lớn thứ 15 trong lịch sử được ghi nhận tại California thiêu rụi hơn 200.000 mẫu anh gần hồ.